Mẹ tôi là một người phụ nữ ôn hòa và điềm đạm. Tôi thích mẹ ít nói, yêu cách mẹ ít cằn nhằn và ngưỡng mộ lắm cách cư xử, nói năng khôn khéo của mẹ. Mẹ tôi có một tình yêu đơn sơ với Chúa và dành cả cuộc đời hy sinh vì con cái. Tâm trí tôi luôn khắc ghi hình ảnh người mẹ phải bán chiếc xe máy cũ là tài sản duy nhất cầm tiền vào Sài Gòn cho con gái đóng học phí, là người mẹ đi bán cơm rửa chén thuê nhưng khóe miệng lúc nào cũng cười. Mẹ tôi đẹp, một vẻ đẹp rất mặn mà. Thằng con này thích và ghiền nụ cười của mẹ nhất. Ba đã từng là một người rất xấu ở trong tôi khi còn nhỏ. Nhưng giờ đây tôi yêu người đàn ông này. Tuy ba không giàu có, không giỏi giang, không chức lớn, nhưng ba là người đã nỗ lực và cố gắng hết mình vì chị em tôi. Tôi yêu những bữa ăn ba nấu và cả cách ba chăm sóc gia đình. Điều đó khiến tôi thực sự thấy ấm áp và yêu ba nhiều lắm. Mẹ cha với tôi là người tuyệt vời nhất thế giới này. Từ nhỏ tôi đã cảm nhận được mẹ yêu tôi và mấy chị em tôi nhiều như thế nào. Còn cha luôn làm lụng, không ngại khó khăn, quanh năm chỉ biết gia đình, biết chăm lo cho chị em tôi. Dù lúc khá giả hay lúc khó khăn, cha và mẹ luôn chịu khó để cho chị em tôi những điều tốt nhất, từ việc học đến những chia sẻ tâm tình trong cuộc sống. Mẹ cha để quên tuổi thanh xuân vun vén tất cả cho con. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời có 102. Nếu nói về bà, tôi xin được dùng hình ảnh của một chiếc thuyền trên một dòng sông lớn. Chiếc thuyền chở bao nhiêu cuộc đời và không bao giờ than vãn, mệt mỏi, đuối sức. Chiếc thuyền của sự bao dung, hy sinh và tha thứ. Mặc dù những người trên thuyền có thể làm cho chiếc thuyền bị tổn thương ít nhiều, chiếc thuyền vĩ đại và rộng mở, không chỉ cho những người thân yêu mà còn cho tất cả những mảnh đời khác. Cảm ơn mẹ, người phụ nữ không có bản sao. Bố tôi rất thích trẻ con, nhớ lần đầu mượn cây guitar về nhà, bố hì hục lôi ra học đàn bài, đàn gà con lông vàng, rồi tập hợp bọn trẻ trong xóm lại đàn cho nghe cả buổi. Chắc vì vậy mà tôi lớn rồi vẫn còn rất giống trẻ con. Là người nông dân quanh năm vất vả với ruộng vườn, chịu cái nắng gay gắt mỗi khi mùa hè về, với cái rét lạnh tê cả người khi mùa lại đến. Thế nhưng nhìn ba mẹ tôi thì không thể nhận ra một tí khắc khổ nào, bởi trên gương mặt luôn có những nụ cười tươi cùng với làn da trắng đẹp như của người Sài Thành. Cả ba anh chị em tôi đều được thừa hưởng làn da trắng đẹp của ba mẹ. Riêng tôi còn được khuyến mãi thêm nụ cười duyên với lúm đồng tiền nữa. Mẹ tôi là người không thể hiện nhiều những lời nói hay cử chỉ yêu thương, nhưng chắc chắn mẹ tôi yêu thương tôi và anh chị em tôi rất nhiều. Cuộc đời mẹ tôi được gói gọn qua hai từ: cực khổ. Lo cho gia đình và con cái, giờ tôi chỉ muốn được nhìn thấy mẹ vui vẻ, thanh thản và luôn khỏe mạnh. Ba mẹ tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng với tôi ba mẹ vẫn còn trẻ lắm. Hy sinh là phẩm hạnh tôi thực sự quý trọng và nể phục ở ba mẹ. Từ miếng ăn, quần áo hay những công cụ có thể hỗ trợ tôi học tập tốt nhất, ba mẹ sẵn sàng làm lụng vất vả để chu cấp. Và những khi tôi sai phạm thì ba mẹ dùng lời lẽ khuyên dạy và bao dung, tha thứ những điều không tốt ở tôi. Có sóng gió nào trong cuộc đời thì ba mẹ, gia đình là nơi tôi quay về để tôi được khóc và được là chính mình. Mẹ tôi, một người phụ nữ nghị lực nhất mà tôi từng biết và từng sống gần. Những tháng ngày lẻo đẻo theo mẹ, hình ảnh người mẹ vất vả lo cho cuộc sống mưu sinh của gia đình đã lưu dấu trong tâm trí và là động lực cho tôi vượt qua những lúc khó khăn trong cuộc sống. Mẹ tôi là người phụ nữ mà tôi hay đùa là người phụ nữ quyền lực trong nhà. Từ khi ba tôi mất thì mẹ tôi là trụ cột trong nhà, mọi việc mẹ tôi đều phải lo tất cả. Tôi với mẹ tôi thường không bày tỏ những lời lẽ yêu thương trực tiếp với nhau, nhưng trong hành động thì tôi biết mẹ tôi rất yêu quý và lo lắng cho tôi. Tôi chỉ ao ước một điều là xin Chúa cho mẹ tôi được dồi dào sức khỏe, cho mẹ tôi mỗi ngày càng gần Chúa hơn. Ba là người tôi thương nhất trên cuộc đời này. Ba ít nói, ít bày tỏ tâm tư của mình, nhưng tôi biết ba là người hy sinh, gánh vác cho gia đình nhiều nhất. Và ba luôn thầm lặng dõi theo những bước đi của cuộc đời tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ lam lũ,
mẹ không tình cảm ngọt ngào như những bà mẹ trong phim mà tôi hay xem, nhưng mẹ bày tỏ tình cảm mà bà dành cho tôi qua từng việc quan tâm, chăm lo nhỏ nhặt nhất. Mẹ rất đảm đang, giỏi công việc nhà và có đôi tay cực kỳ khéo léo. Bà có thể đan lát đồ vật như một thợ thủ công. Lớn lên bên cạnh một người giỏi thế, tôi tha hồ học, thích lắm. Mẹ tôi luôn hy sinh, nhẫn nhịn và chịu đựng để gia đình được tròn vẹn. Nhờ mẹ mà chúng tôi được no đủ để đến trường và trưởng thành như hôm nay. Mẹ là hậu phương vững chắc của tôi. Mẹ tôi nhanh nhẹn và hoạt bát. Mẹ làm khéo các công việc tay chân, mẹ nói nhiều và hay cười đùa. Mẹ cũng là người phụ nữ rất tốt bụng nữa. Sống gần mẹ, tôi được ảnh hưởng nhiều và trở thành một bản sao rất đặc biệt của mẹ. Đối với tôi, bố như chú gấu bông thịt bự, luôn ấm áp. Bố luôn mang lại cho tôi những niềm vui bất ngờ, có thể lắng nghe và chia sẻ quan điểm với tôi. Má là người chu đáo và cực kỳ tâm lý. Tất cả các anh chị em trong gia đình đều muốn tâm sự nhỏ to cùng má. Hơn cả một người mẹ, má còn là một người bạn, một người đồng hành nhẫn nại cùng các con. Bố tôi hao gầy với nắng mưa, mẹ tần tảo sớm hôm. Tôi trưởng thành nhờ công ơn bố mẹ. Dù bố mẹ có như thế nào, công việc ra làm sao, tôi vẫn tự hào về bố mẹ. Mẹ là người tuyệt vời nhất mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Quan tâm và luôn nghĩ đến điều tốt cho tương lai của tôi. Một mai đây khi con gần bên, cha mẹ yêu dấu sẽ nói rằng lòng con luôn nhớ đến cha. Mãi thương mẹ, người con yêu nhất trên.